Chiều ngày 25 tháng 10, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư năm 2023. Cuộc diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư năm 2023 có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia sẽ tổ chức tại tổ 11 phường Trình Lề, thành phố Sơn La, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 11. Công an tỉnh đã phối hợp tiến hành khảo sát, lên phương án và xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập, thành lập Ban chỉ đạo diễn tập, Ban chỉ huy diễn tập, đồng thời phối hợp hoàn thiện các văn kiện, các biện pháp đảm bảo an toàn, công tác hậu cần phục vụ diễn tập. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp với các đơn vị xây dựng kịch bản chi tiết phù hợp với quy mô cấp tỉnh, hiệu chỉnh phương án luyện tập khoa học phù hợp với mục tiêu đề ra. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan tham mưu huy động phương tiện tham gia diễn tập trong và ngoài lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau diễn tập tuyệt đối an toàn.